tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong nền nhạc trầm buồn, hồn tử sĩ, lúc 7 giờ, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Điều hành lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã điểm lại tiểu sử của Tổng Bí thư. Đồng chí Lương Cường cho biết, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Tham gia thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được đối với Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Đồng chí Lương Cường thông báo lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức từ 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng và lễ truy điệu cũng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn. Bắt đầu lễ viếng, Đoàn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự Đoàn Trung ương Đảng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong tiếng nhạc trầm buồn, đoàn đại biểu Trung ương Đảng đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi vòng quanh linh cữu để bày tỏ thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng. Tham dự Đoàn Chính phủ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên phó Thủ tướng và các bộ trưởng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu bào biến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự đoàn có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu bào biến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng tham dự đoàn có các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn biến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Tiếp đó, nhiều đoàn đại biểu trong nước và đoàn đại biểu cấp cao đến từ các nước khác đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn.